Chào bạn, bạn có khỏe không? Lâu rồi mình mới ra cái video á, tại vì mình không biết là làm về cái đề tài gì nữa, mà mình chợt nhớ ra là mình có cái nồi cơm điện mini nè, mình muốn chia sẻ với các bạn mà đặc biệt là các bạn sinh viên á, thì cái nồi này nó sử dụng cao nhất là 2 cup gạo thôi, là mình nấu ra được tầm khoảng 4 đến 5 chén cơm. Và cái giá thành của nồi cơm điện rất là sinh viên nha, nó tầm khoảng 300 ngàn tiền Việt Nam, không nhớ chính xác giá đô là bao nhiêu, là mình nhớ khoảng mười mấy đồng thôi. Nhưng mà mình nhớ tầm tạm là giá tiền Việt Nam là đổi ra lúc đó là mình nhớ là khoảng 300 ngàn. Bên trong của cái nồi á, thì bao gồm có một cái giá bế cơm nè, rồi nồi cơm với lại cái cấp để mình đông gạo. Nồi thì khoảng chừng 1 gang tay ấy. Bên trong thì nhỏ gọn nhẹ nhàng lắm các bạn. Mình có 2 cái nút sử dụng là cái nút bật lên bật xuống, và mình găm vô cái ổ cắm là mình có thể xài được rồi. Bên trong thì cho kèm thêm mấy cái tờ giấy để hướng dẫn thôi, mà cái mấy cái đó không quan trọng nữa. Mấy cái cúp á, thì mình thấy cũng bự ha, chứ không có nhỏ. Và cái nồi này á, mình đã sử dụng là mấy tháng rồi, mình thấy nó ok, cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn á, là bạn nào mà sử dụng chỉ cần 2 người ăn á, thì và tiết kiệm tiền thì cũng có thể là mua cái nồi này được. Và cái thương hiệu Aroma này là một trong những thương hiệu mà nổi tiếng á, và Duyên đã sử dụng cái nồi cơm điện to rồi, nên là mình mua cái nồi cơm điện nhỏ này mình cảm thấy là nó tốt. Tốt ở đây là Duyên nói là cái nồi cơm điện tốt với cái giá thành đó thì nó hợp lý nha các bạn, chứ không phải là nó tốt tuyệt đối nha, để các bạn tránh trường hợp là bị hiểu nhầm. Thì cái nồi này á, các bạn nấu tầm khoảng 20 phút á, là đã chín rồi. Cơm nấu ở trong nồi này rất là nhanh, nhanh hơn so với cái nồi cơm điện mà gọi là xịn sò đó, gọi là xịn sò của Duyên đó, có chia sẻ với các bạn ở những video trước. Nhưng mà về cái khuyết điểm nhỏ của nó là cái nồi cơm á, mình phải chờ cho nó ấm ấm một chút và mình bới cơm ra, nó không có bị dính cái đít nồi á. Như mình xài một thời gian thì nó hơi bị dính đáy nồi một tí nha các bạn, với lại nó hơi bị tróc da nha, tại vì tróc bên trong đó, tại vì cái đây là cái nồi cơm với cái giá thành nó rẻ mà, thì tiền nào của nấy thôi. Bây giờ mình nấu thử cho các bạn xem nè, thì trong cái tô này đã có 1 cup gạo và mình cho thêm 1 cup gạo nữa là 2 cup nha. Bây giờ mình mang đi vo gạo. Vì đây là mình hơi kỹ một chút cho nên mình vo ở ngoài cái tô rồi mình mới cho vào trong nồi nha các bạn. Nếu các bạn không cần thiết thì cứ việc vo vào trong cái nồi luôn cũng được, chả sao hết. Tại mình sợ chày ở cái đáy nồi á. Mình cho là cũng là 2 cup nước vào. Nó tương đương với lại 2 cup gạo nha các bạn. Thì các bạn muốn ăn nhão thì các bạn có thể cho thêm, muốn ăn mềm dẻo thì cho thêm một tí nước, còn muốn ăn khô ít hay là nhão gì đó thì tùy các bạn nha, mỗi người mỗi cái cách ăn. Ở đây là Duyên chỉ ví dụ cho các bạn xem thôi. Mình đã kiêm sẵn cái nồi cơm rồi nè, bây giờ thì mình nhấn cái nút ở phía trước nè, mình nhấn cái nút bật xuống là xong. Nồi cơm chuyển sang cái nút giữ ấm có nghĩa là chín rồi nè các bạn. Mình dở ra cho các bạn xem bên trong nha. Wow, hạt cơm chín ghê chưa? Các bạn thông cảm nha, ở chỗ này á, là cái nóng quá cho nên là cái camera của mình nó bị mờ đi luôn rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có thắc mắc gì á, thì bình luận bên dưới giúp mình. Và mình chúc cho bạn mua được cái sản phẩm tốt và chất lượng nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.